Cái thao gỏi gà ngon quá. Nhung nay cho ăn cháo gà, nó bỏ đói sáng giờ nó được cháo gà cho ăn. Nó làm cái thao gỏi đã không cả nhà. Dạo này khó khăn quá. Khổ. Khó khăn. Không có gì ăn. Nên ăn cháo gà. Dạo này khổ lắm cả nhà ơi. Có con gà không mà nuôi cũng không nổi. Thời giờ nuôi không nổi thì bắt luộc lên cháo ăn. Ngon quá à. Cắt rau răm vô. Hết gạo còn ngon nấm nấu cháo này, chuẩn bị mưa gió tới khó khăn, nghèo quá khổ quá, không có nuôi nổi gà, nên luộc nấu cháo ăn luôn. Bé nó cũng đói, sáng giờ không có gì ăn, giờ thèm, giờ đang chờ cháo xong gỏi xong rồi nó ăn. Hấp dẫn quá cả nhà ơi. Gỏi này là làm cái gì? Cà rốt. Cà rốt, chua leo, cải. Bắp cải rồi gì nữa. Quan trọng là thịt gà hả? Rồi xong rồi, giờ dọn lên ăn thôi. Không có gì ăn, nghèo quá, có gà luôn nổi. Nấu cháo ăn, ăn cơm, nhà cũng hết gạo. Để đi lên bàn, luôn bàn cũng ăn cháo gà. Gạo mẹ rồi còn nắm gạo nấu cháo, có con gà uống nổi mà tình ăn kêu xuống ăn. Hên quá cả nhà mình ơi, nó đi đâu khách rồi, không ai ăn hết, giờ mình ăn thôi. Bà già xưa người ta có nói rồi, ăn phải ăn trong nồi, ngồi phải ngồi trong hé, để trong nồi mình ăn. Thôi ăn cháo gà thôi cả nhà ơi. Thank you.
nấu. Quay vậy. Hay là đã rồi.
Dừng lên đây, ngon quá.